ơi, hiện tại là mình phải lôi mấy chiếc xe này qua bằng một cái sợi dây mà gặp nguyên cái vũng nước như vậy nữa. Rồi, lôi lên nổi các bác. Ôi, có chừng đứt dây đấy. Dây nhìn nguy hiểm quá các bạn ơi. Ôi, trời ơi, mới lên bờ được cái lũi vô bà cái gốc cây luôn à. Rồi, ok, đi tiếp tục. Ôi, cái gì vậy? Oh my god, phía trước là cây cầu gỗ các bạn ơi. Sao cái cầu gì nhìn đơn sơ như vậy? Cái này mình chạy qua có chừng sập cầu thiệt đi. Nè các bạn nhìn cái cầu gỗ rồi nè. Đúng có vài miếng ván luôn các bạn. Không biết chạy ngang có bị sập không đây. Nhưng mà bây giờ cái thùng hàng mình đang nối bằng một cái sợi dây như vậy. Không biết là chạy qua nó có đứt dây mà nó rớt xe xuống không nữa. Ok, và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Nguyễn Quý Gamer đây. Yeah. Ok, và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với một cái tựa game vượt gừng lội suối các bạn à. Tựa game mang tên là Splinter Gate phiên bản Mood Gainer. Đấy, thì với cái tựa game này các bạn biết rồi đấy, chuyên lái những cái đường kiểu trong rừng, đường xình lầy đồ các thứ rồi các bạn. Đấy, lâu lắm giờ mới chơi lại các bạn. Ok, thì ngày hôm nay thì các bạn thấy thì hiện tại đang đậu ở đây một dãy xe cảnh sát giao thông luôn các bạn. Ở dữ không? Để mình bay cho các bạn xem. Đây. Như vậy cho các bạn xem mấy chi tiết được nè. Đây, cho em xem một chiếc nha. Đây là một con xe 4 chỗ nha các bạn, đến từ thương hiệu méo thì mình cũng chả biết được các bạn. Và mình có vẽ cái skin nó lại thành xe của cảnh sát giao thông Việt Nam nè các bạn. Đây. Đây phía trước là chữ Traffic Police. Police là công an, Traffic là giao thông ấy. Người gọi là Traffic Police là cảnh sát giao thông. Đấy, công an giao thông đấy. Rồi ok. Thì các bạn thấy thì bên cửa nè. Bên cửa ở dưới cũng có cái logo của CSGT. Traffic Police là bên hông cũng lúc nào cũng phải có chữ cảnh sát giao thông trên cái viền màu xanh đó các bạn. Đó, thì nói chung vẽ mình rất là kiểu giống biển số kiểu xe của cảnh sát giao thông Việt Nam rồi các bạn. Hay biển số thì mình chưa có sửa nhưng mà mình thấy biển số xanh mình thấy cũng hợp lý rồi. Ở trên thì có gắn còi hú được các thứ rồi các bạn. Nhưng mà còi này thì các bạn thấy thì nó sẽ có hai màu đỏ xanh đúng không? Nhưng mà nó không có chớp được. Nó chỉ hiện sáng vậy đó các bạn. Với lại nó còn bị lỗi nữa. Đây. Khi mình chuyển góc nhìn qua bên cái hướng như kiểu này nè các bạn. Đây, cái đèn nó bị lỗi các bạn thấy không? Ok, thì có đỡ không? Đây, còn phía trong nội thất các bạn. Nội thất thì nó bình thường lắm luôn ấy. Nội thất cái này một tí mình vào xe mình cho các bạn xem mới được. Thì ở đây tổng cộng có 2, 4, 6 chiếc nha các bạn. Thì mình sẽ không có trải nghiệm xe cảnh sát giao thông trong đường rừng đâu. Mà thật ra là mình trải nghiệm con này nè các bạn. Đây, đây là một con xe đến từ thương hiệu, cái này là Fao đúng không ta? Đúng rồi, Fao. Đây. Vào của xe của Trung Quốc ấy, và mình sẽ dùng một cái thùng hàng này, nó gọi là thùng hàng để vận chuyển xe rồi cái thứ ấy đấy, để hôm nay mình vận chuyển xe cảnh sát vào rừng như các bạn. Hiện tại thì mình đang ở trong một cái khu nhà rất là to luôn nè. Khu nhà này kiểu như chỗ nơi cất giữ xe của cảnh sát vậy đấy. Thì mình sẽ dùng cái con xe này để mình vận chuyển mấy cái con xe này đi vào trong rừng tiết ở trong rừng luôn nha các bạn. Này rất là hấp dẫn luôn, nên là các bạn nhớ đón xem video này của mình. Ok, thì bây giờ bắt đầu mình sẽ vào cái xe trước đã. Xe mình đâu rồi ta? Quên, đây để mình cho các bạn xem cái nội thất của cái con xe này cái nha. Đây, nội thất của nó đơn giản luôn các bạn, như nãy các bạn đã xem đấy. Thì chỉ có vậy thôi. Và bây giờ mình sẽ chuyển qua cái chiếc xe tải. Cái chiếc Phao. Đây. Em nói nè các bạn. Xịn chưa? Nội thất nè các bạn. Đây. Nội thất con này cũng khá là đơn giản luôn các bạn. Ui, có một cái laptop Winmer. Phải trường. Đấy, đây là nội thất xe tải đi các bạn. Chẳng có gì hết đi. Rồi, vô lăng nè. Ui, vô lăng cũng lỗi. Phải trường. Vô lăng quên cái nó chạy từ lưa quên quá mấy cái cây các thứ như vậy. Trời ơi. Ở ngoài làm cho đẹp cho dữ vô các bạn. Đây, ngoài nhìn đẹp phải trường à. Đấy, ở trong nhìn chán phải nồi luôn. Ok các bạn, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chuyến trình luôn nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu đưa những cái chiếc xe này lên trên. Thì để đưa lên thì bây giờ mình sẽ đề máy cái con xe này lên các bạn. Đây, mình sẽ chọn Star Engine gì nữa các bạn. Cái này nói chung là hôm trước mình có việc khóa rồi các bạn. Nhưng mà bây giờ mình tìm lại mất tiêu mẹ cái bản việc khóa rồi. Nếu để gánh mình ngồi mình việc khóa lại cho các bạn đọc tiếng Việt cho nó dễ hiểu. Đấy, giờ mình đề máy rồi nha. Ngoài, wow. Đề lên cái xịt khói liền các bạn. Phải tưởng. Rồi mình sẽ chọn một cái tầm năng cao nè. Để mình
chuyển qua cái chế độ mà điều khiển cái thùng hàng á các bạn, thì nó sẽ có hai cái. Thứ nhất là điều khiển cái thanh ở trên này các bạn thấy không, và thứ hai là điều khiển cái bẩn đậy nắp lại. Đấy, bây giờ mình sẽ điều khiển từng cái nha. Cái số 4 với số 5 các bạn, mấy con số 5 là cái gì? À, số 5 là hạ cái bẩn phía sau xuống này các bạn thấy không. Đã chưa. Rồi thì với cái chiếc xe này thì chắc chắn chúng ta phải đưa cái chiếc xe ở ngăn trên trước rồi các bạn. Đấy, và chúng ta hạ luôn cái bẩn ở trên luôn. Dạ. Ngoại dữ luôn. Rồi bây giờ là như vậy là đã xong cái chiếc xe tải nha. Phần xe tải mình đã hạ cái bẩn xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua cái chiếc xe cảnh sát đầu tiên. Đây là con này nha các bạn. Thì mình sẽ đưa con này lên trên xe trước. Rồi ok, let's go. Wow, đời máy các thứ nó nghe ngầu vãi chưởng không hết. Chạy được cái à quên. Hạ thắng tay. Đấy, rồi bật on way đó nè. On way là cái chế độ mà cho tất cả các bánh xe nó đều hoạt động ấy. Uầy, tính ra con này cũng khá là mạnh nha các bạn. Để mình coi lên nổi cái dốc này không. Ê, trời đất ơi, xém cũng dính cái hộp rồi. Rồi, lên. Con này là sẽ lên đầu tiên nha các bạn. Uầy, lên cao nhất luôn các bạn. Ghê chưa. Ê, từ. Ôi giời. Rồi, thắng tay lại. Chiếc nào mình đã... Ok, gì đấy? Chiếc nào mà mình đã đậu lên rồi này mình sẽ cài thắng tay đi nha các bạn. Đó, thắng tay đi thôi. Chứ không có cái gì gàn buộc lên hết trơn các bạn. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ chuyển qua cái con xe tiếp theo. Con xe thứ hai nha các bạn. Con này nè. Ui, xem clip của tôi nãy giờ mà đã ấn cho tôi xin một like chưa? Nếu mà chưa thì hãy xuống phía dưới cho tôi xin một like nha. À, và đừng quên ấn nút đăng ký nữa các bạn. Cái nút đăng ký màu đỏ đó, ấn vào để ủng hộ cho mình nha các bạn. Và có một cái chuông kế bên nữa, các bạn hãy ấn vào cái chuông đó để nhận được những cái thông báo video mới nhất của mình. Còn bây giờ coi clip tiếp thôi. Rồi, đó, đề máy lên. Quên nữa, hạ thắng tay, con nào cũng cài thắng tay chân các bạn. Phải hạ mới chạy lên được. Mà đầu cái đèn nó chớp nè các bạn. Cái đèn nó mới bắt đầu chớp nè. Mà nó chớp nó kêu cũng lỗi để chứ không phải được bình thường. Phải đầu. Rồi lên. Ok. Sao lại bị mắc chớp nữa nha. Trời ơi, rồi thôi xong bà nữa rồi. Lui cái nó banh mẹ cái đít luôn ấy. Rồi lấy chớp chạy lên các bạn. Ơ, sao kỳ vậy ta, hồi nãy mình lên được mà. What the hell, hồi nãy mình lên được mà ta. Không hiểu luôn ấy các bạn. Hồi nãy mà rõ ràng là mình lấy chớ mình chạy lên được mà, hay bây giờ mình phải lấy chớ xà các bạn. Ồ, bây giờ mình sẽ lấy chớ xà ra tí nha. Đó, rồi giọt lên nha. À quên, hình như là mình chưa bật cái grip lock. Mình bật cái grip lock lên nó mới lên nổi hay sao ấy. Để mình thử nha. Canh giữa nè. Rồi grip lock. Ồ, bật grip lock nó mới chạy lên được. Ôi trời ơi, vậy mà không biết. Ê, trời ơi, đụng mẹ cái chiếc xe phía trước luôn nè. Rồi, ok. À, thêm được một chiếc xe nữa các bạn, tắt máy đi. Rồi, hai chiếc lên được rồi các bạn. Và bây giờ mình sẽ chuyển qua cái chiếc thứ ba. Đây là con này nè các bạn. Mình cũng sẽ hạ thắng tay và bật grip lock lên nha. On way chứ. On way các bạn. Grip lock là cái chế độ mà bật tất cả các cầu xe lên. Ê, lui lại. Ê, ủa, con này nó mạnh các bạn. Đạp nhẹ cái là giọt vãi chưởng. Xử lý muốn không kịp luôn. Từ từ. Rồi. Cài thắng tay vô là ngon lành liền các bạn. Quá dữ. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển qua cái chiếc xe tải để mình nâng cái bẩn này lên trước cho các bạn. Đậu ba chiếc là hết chỗ mà đậu rồi. Đấy, mình sẽ chuyển qua cái con xe tải. Đâu rồi? Đây, chuyển qua xe tải nè. Rồi. Đấy, ngon lành rồi đấy. Và bây giờ bắt đầu mình sẽ đề máy lên. Cũng như là mình sẽ nâng cái bẩn ở trên lên nha các bạn. Rồi, đưa lên. Ok, sao cái máy xe nó tắt kìa. À, quên. Mình còn để số 1 các bạn. Để số 1 nó tắt bà máy luôn à. Phái nồi vậy. Rồi, trả về số no nó mới không tắt nữa các bạn. Ghê chưa. Rồi, mình nâng cái bẩn này lên trước cho các bạn. Cái bẩn ở trên. Rồi, ngon lành. Ok.
là xong. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đưa những chiếc xe ở ngăn phía dưới lên. Rồi bây giờ để mình coi cái con xe tiếp theo sẽ được lên là con xe này đây. Rồi rồi, let's go, chạy ra chạy ra, vô xô. Ở phía dưới này mình không rõ là đậu được bao nhiêu xe nữa các bạn. Hồi trước là mình đậu được chỉ có 2 xe thôi, nhưng mà để mình gắn nhét nhét kiểu 3 xe cho mình được không. Nói chừng lệch, ôi trời, không thấy gì luôn ấy. Rồi, ui, con mà đậu đầu tiên thì hơi đưa cái đầu lên xíu các bạn. Rồi ok, bây giờ là mình sẽ tắt máy con này. Rồi một con nha, mong là sẽ lên được kiểu nhiều. Rồi con thứ tiếp theo, giật lên đi. Cái chỗ này nó được hai cái cổng các bạn, một cái cổng vào chỗ này các bạn, và một cái cổng nó nằm ở chỗ cái đầu xe nó chạy ra đấy. Thì cái cổng đó mình một tí mình tính ra cái cổng đó đấy, tại vì cái cổng này nó quá thấp, nó thấp như vậy mình chạy ra nó bị dính dính thùng hàng phía sau, nên là mình không có ra được cái đường này các bạn. Rồi ui, đậu gì hết bà nữa nha các bạn, sao đậu được thêm chiếc nữa, đậu gì là thấy muốn hết rồi nè. Tại ở dưới này nó hơi ngắn hơn ở trên các bạn. Ồ như vậy phải chịu rồi các bạn ơi, như vậy là ngăn dưới này thì chỉ đậu được có một à hai xe thôi, hai trường nó kệ đi, đậu được nhiêu đỡ nhiêu các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tắt máy con này luôn. Rồi bây giờ mình chuyển qua xe tải. Ôi như vậy là mình sẽ bỏ lên một xe rồi các bạn ơi, tạm biệt một chiếc đó thì chiếc đó tự chạy theo đi chứ biết sao giờ. Rồi ok các bạn, bây giờ mình sẽ đề máy xe tải lên nha, và cũng như là mình sẽ đóng cái bửng lại. Ấy không đóng hồi rớt xe không biết đâu mà tìm luôn. Rồi nè các bạn thấy mình đóng cái bửng lên chưa. À ôi ôi trời, nó đẩy đứt cái chiếc xe nằm ở trên cái nữa, phải cả chừng. Rồi các bạn nhìn nè, thì sau khi mình đã đóng bửng thì mấy cái xe nó đã được vào đúng vị trí ngon lành cạch đạo hết rồi nha các bạn. Và không để các bạn chờ lâu nữa, chúng ta sẽ vận chuyển nó vào gừng cây. Đi đây, let's go. Đây, hạ thắng tay nó. Rồi bật cái on quay lên luôn. Wow, quả dữ luôn các bạn, chuyến xe đầy màu sắc luôn các bạn. Còn vận chuyển xe cảnh sát không mới ghê. Ây trời đất ơi, trời ơi, mới ra đụng vô cái cột rồi thấy mới xuất phát mà thấy không im mà nó nghe. Cái cổng này nó nhỏ như vậy. Trời ơi, dính cái cổng sức mẹ nguyên cái thùng hàng ra luôn. Rồi sao giờ gắn lại được đây? Trời ơi, khổ thân thế nhờ. Rồi sao đem gắn vô được? Không hiểu luôn đi. Rồi ok các bạn ơi, méo hiểu sao chạy dính cái cửa sức mẹ cái thùng hàng ra luôn. Bây giờ cuối cùng mới lấy cái thùng hàng mới các bạn. Thùng cũ mỗi lần sức ra là không thể nào mà gắn ra được hết các bạn. Cày cú được chứ. Nhưng mà thôi không sao cả, chúng ta đã ra được ngoài này rồi thì chúng ta sẽ tranh thủ tiếp tục chuyến hành trình đó nào. Let's go. Trời đất ơi, đụng cái gì nữa vậy? Phải chưa? Ui, xem clip của tôi nãy giờ mà đã ấn cho tôi xin một like chưa? Nếu mà chưa thì hãy xuống phía dưới cho tôi xin một like nha. À, và đừng quên ấn nút đăng ký nữa các bạn, cái nút đăng ký màu đỏ. Đó, ấn vào để ủng hộ cho mình nha các bạn. Và có một cái chuông kế bên nữa, các bạn hãy ấn vào cái chuông đó để nhận được những thông báo video mới nhất của mình. Còn bây giờ coi clip tiếp thôi. Yeah. Rồi ok. Bây giờ mình sẽ đi tiếp tục. Ui, sao lấy sức nữa rồi? Ấy. Đừng có sức. Để mình gắn, tranh thủ gắn cái thùng hàng này các bạn. Nó sức một cái là không gắn lại được rồi đấy. Nè, chỗ này là gắn vào các bạn. Ở kìa, sao gắn được vô không được luôn vậy? What the hell? Không được, mình phải câu dây như vậy à? Câu dây như vậy mình chạy được không ta? Ui, lôi cái thùng hàng luôn. Phải nồi. Các bạn thấy không? Bình thường thì mình sẽ gắn cái thùng hàng lên trên cái bửng mình đúng không các bạn, nhưng mà cái bửng mình xe mình nó bị cao quá các bạn, nó dễ rớt thùng hàng ra. Thôi bây giờ mình lấy dây mình kéo luôn. Ui, chạy gì nó mới xịn. Vãi nồi, nó không tin được luôn ấy. Rồi cái đường gì nó khó đi dữ vậy. Trời ơi, hành trình bữa nay đúng gian nan luôn các bạn, vận chuyển có 5 chiếc xe mà đầy gian khổ luôn ấy. Rồi
chỗ này hình như là quay lại chỗ cũ các bạn. Từ từ. Như vậy là mình phải quẹo trái các bạn, quẹo trái nó mới ra cái đường mới. Mà quẹo trái là cái cầu à? Nhưng cái cầu này bị gãy hay gì vậy ta? Đúng bà đó, do cái cầu này bị gãy. Vậy sao đi? Vậy đó mình tìm đường mình chạy tiếp với các bạn. Đi. Để mình chạy lên trên kia còn chỗ nào mà đi nữa không? Cái đoạn này gãy cầu sao đi? Trời ơi, phải chưởng xe kéo thùng hàng hơi bị đỉnh luôn các bạn. Người ta gắn thùng hàng lên kéo bằng container, còn xe tôi lấy xe câu dây kéo thùng container. Ấy, thế nó mới đỉnh các bạn. Ủa, cái gì vậy? Từ từ. Cái đoạn này là đoạn bị sình á. Ôi trời, sình thiệt các bạn. Nè, cái đoạn này là lại tiếp tục, nếu mà quẹo phải là về cái chỗ hồi nãy đó, cái chỗ mà mình nói cái cổng nó bị thấp đấy các bạn. Nên bây giờ mình sẽ quẹo bên trái bên này coi có đường gì mới đi không. Ê, cái cây hay vậy? Đưa tôi lưu lại. Mới quẹo ở đây đó, ăn cái cây các bạn. Mà cái đoạn này nó bị kia, nó bị hẹp đấy các bạn. Có cái nào rớt xe không ta? Có cái nào lật thùng hàng luôn không? Nhìn thấy nguy hiểm quải chừng luôn rồi các bạn. Rồi, tới đây là một cái cua đó các bạn. Ui, nhưng mà vô đây là toàn đường đất không vậy ta? Hồi nãy giờ mình đi đâu có kiểu nhiều đường đất như vậy đâu. Cái cua này chạy được không trời? Nguy hiểm quá chừng luôn ấy. Mình kiểu mình sợ bị lật cái thùng hàng ấy các bạn. Mình đánh lái khá là rộng luôn ấy. Mong là sẽ an toàn các bạn. Rồi, ok. Ra đây lại được đường nhựa nữa rồi nè các bạn. Nếu mà quẹo phải thì lại đẳng là hết đường các bạn, như vậy là phải quẹo trái. Rồi đi quẹo trái. Đó, nếu mà ra đường nhựa như vậy thì nó an tâm hơn được một tí, kiểu nó đỡ lật thùng hàng hơn ấy các bạn. Bình thường nếu mà mình gắn cái thùng hàng vào cái khớp xe mình rồi thì nó dễ rồi. Đấy, nó đỡ lật hơn, còn anh là nắm cái sợi dây mà kéo ấy. Nếu mà kéo mà kiểu ôm cua gắt một tí, nhiều khi rớt mẹ cái đứt, vừa đứt dây mà nó vừa lật thùng hàng nữa các bạn. Chỗ này nó có đường đi như thế nào các bạn. Mà thôi, em đi đây ra. Mình sẽ chạy xích vào trong đó một tí nữa coi nó có gì trong đó không. Vận chuyển mấy chiếc xe này lên núi coi bộ hơi bị gian nan đấy các bạn. Để mình vô nội thất mình lái nha. Đây, vô mình lại không thấy mấy chiếc xe phía sau. Hồi rớt chiếc xe nào cái là mấy chú công an bắt mình luôn các bạn. Trời ơi, đợt sau cái mình lựa chiếc xe tải nào mà cho cái gầm nó thấp một tí, thùng hàng nó thấp một tí. À đây, như quẹo vô đây rồi các bạn ơi. Đây, đó, có bảo vệ mở cổng cho mình vào, như vậy là đúng rồi đi. Rồi, bây giờ mình sẽ lôi xe cảnh sát vô đây nha các bạn. Ôi dồi ôi, cái cột đâu ra vậy? Ông đất ơi, từ có chừng rớt mấy cái chiếc xe của mấy chú cảnh sát giao thông xuống một cái là mấy chú xử mình đẹp luôn ấy. Rồi thôi, xong rồi mình lạng vô đâu mà mình xích mẹ mấy cái thằng gạo người ta rồi. Đi ra. Hiện tại mình đang gọi là câu một cái sợi dây để kéo cái thùng hàng các bạn. Mà công nhận cái sợi dây này nó bền, nó chắc thiệt đấy các bạn. Không là đứt hồi nãy giờ rồi, nhưng mà mình vẫn còn kéo được là có bộ hơi bị ngon rồi đấy. Dây này dây xịn nè. Nhưng mà cái này là cái dũng nước à. Trời ơi, bây giờ lội nước luôn rồi nè các bạn. Xe này nói chung mạnh thiệt đấy. Bốn cầu luôn nè mới lôi nổi cái thùng hàng này đấy. Cái này nó có một cái đường đi nè các bạn. Ô, nhưng mà ngoài đó lại là bị ngập nước rồi hay sao các bạn? Không biết chạy qua được hay không nữa. Để mình chạy xích lên đây một tí nữa coi còn đường nào để đi nữa không. Mình cần vận chuyển qua cái khu nhà bên kia xong nữa các bạn. Đoạn này quá trời đất luôn nè các bạn, thấy không? Xình đất quá trời luôn nè. Rồi, ok. Ê, bên này có đường nè các bạn. Cái đường này không biết có dẫn qua bên sông hồi nãy không. Để mình ôm cua qua thử nha. Đó. Ê, đừng lật nha.
cua này hơi bị gắt đấy các bạn. Ai trời, các bạn ơi, sẽ lại cua đây rồi, như loạn cái các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ hết lái qua bên này nè, tụi mình đang lo cái thùng hàng rất là gắt luôn các bạn ơi, đừng có lật nhá. Đừng lật xin luôn đấy. Ok đỡ rồi các bạn, hết đặt rồi. Oh my god luôn á, cái gì đâu mà nguyên một cái vũng nước ở đây vậy trời ơi. Hiện tại là mình phải lôi mấy chiếc xe này qua bằng một cái sợi dây mà gặp nguyên một cái vũng nước như vậy nữa. Rồi lôi lên nổi không đây. Ôi cái chừng đứt dây đấy, dây nhìn nguy hiểm quá các bạn ơi. Ôi trời mới lên bờ được cái lũi vô bà cái gốc cây luôn à. Rồi ok đi tiếp tục. Ôi cái gì vậy? Oh my god, phía trước là cái cầu gỗ các bạn ơi. Sao cái cầu gì nhìn đơn sơ thế vậy? Cái này mình chạy qua có chừng sập cầu thiệt đi. Nè các bạn nhìn cái cầu gỗ rồi nè, đúng có vài miếng ván luôn các bạn. Không biết chạy ngang có bị sập không đây, nhưng mà bây giờ cái thùng hàng mình đang nối bằng một cái sợi dây như vậy, không biết là chạy qua nó có đứt dây mà nó rớt xe xuống không nữa. Ui, xem clip của tôi nãy giờ mà đã ấn cho tôi xin một like chưa? Nếu mà chưa thì hãy xuống phía dưới cho tôi xin một like nha. À, và đừng quên ấn nút đăng ký nữa các bạn, cái nút đăng ký màu đỏ đó, ấn vào để ủng hộ cho mình nha các bạn. Và có một cái chuông kế bên nữa, các bạn hãy ấn vào cái chuông đó để nhận được những thông báo video mới nhất của mình. Còn bây giờ coi clip tiếp thôi. Ui, gớt mấy xe của chú cảnh sát giao thông là mấy chú cảnh sát giao thông xử đẹp mình luôn đi các bạn. Ok, để mình gắng lấy thẳng lái nhất có thể nha. Đi, đây. Qua được rồi nè, qua được nửa cầu rồi nè. Qua luôn đi. Tại ở dính cái cây nữa rồi. Lùi lại một cái. Rồi, hết lái qua đây. Rồi, thấy qua được rồi đấy các bạn ơi. Wow, ui qua được cầu rồi, trời ơi, mừng quá. Nè, cái chỗ này hồi nãy là các bạn nhớ là mình đứng bên sông mình nhìn qua không? Thì chỗ này là một cái bãi nước, cái vũng nước các bạn. Và cái bên hơn là nó có được một cái cầu, nhưng mà cầu đó cũng cầu kiểu cầu tạm bợ đó các bạn. Nhưng mà nhờ cầu đó thì mình đã qua được bên này xong rồi. Và bên này bắt đầu có nhà dân rồi nè các bạn. Đó. Thì khu của mấy chú cảnh sát mà đem xe vào đây thì nó cũng đâu gần khu này nè các bạn. Để mình chạy mình tìm nhá. Ơi, khu này là bắt đầu có nhà dân các thứ rồi. Trời ơi. Đường đúng xình lầy luôn các bạn. Nhưng mà đường này nó được cái là nó không có kiểu nó đắt, nó khô, nó mòn rồi đó các bạn. Đi nó khá là cứng cáp nè. Còn mấy cái đoạn hồi nãy là nó kiểu vừa bị nước, vừa bị đất kiểu như đất mới các bạn. Nó mềm mèo, chạy dính hoài luôn ấy. Rồi phía trước có một cái dốc cho các bạn để mình lấy chớn mình lên dốc. Và các bạn thấy cái xe mình bây giờ cái lớp xe nó đóng bùng rồi nè. Đóng bùng lớp luôn. Cái chưởng đi. Rồi ok, chạy lên đó. Ok, ngon lành liền. Rồi ok các bạn ơi, bây giờ là chúng ta sẽ đã lên được cái dốc này rồi. Và khu này các bạn thấy là khá là nhiều nhà luôn nè. Ủa, như đây có một cái đường đi nè không ta. Ô, mình bắt đầu vào đây luôn đi các bạn. Đây, quẹo phải vào luôn. Rồi ok, từ từ nha. Mỗi lần vô cua là mỗi lần sợ các bạn, lạng quạng lặt cái thùng hàng đấy. Mình sợ kiểu vào cua gắt nó bị lặt đấy các bạn. Ok, nhưng mà may mắn thì cũng không đến nổi. Đó, mình bắt đầu chạy vào từ từ nha. Rồi, chậm mà chắc các bạn ơi, chậm mà chắc. Rồi, ok, bắt đầu ôm cua nè. Ôi, vô đây nó lại có thêm đường mới nữa là các bạn ơi. À, có nhà trong này rồi nè. Đây nó có đường rẽ phải hoặc đi thẳng nè các bạn. Nhưng mà thôi để mình rẽ phải đi, mình thích chỗ ôm cua hơn. Mặc dù ôm cua dễ lặt phải nồi. Mình vô đây sao kiểu nó càng vào trong rừng nó càng đường nhỏ ấy các bạn. Các bạn có thấy gì không? Càng vào trong nó càng đường nhỏ ấy. Rồi ok. Ôi, đây là cái gì vậy? Ui, chỗ này là một cái căn nhà trước đây, nhưng mà không biết nó bị dở đi hay là nó bị gió thổi các kiểu mà sao nó sập hết trơn luôn các bạn. Rồi từ từ nhá. Ui, chỗ này có một cái hồ nước rồi các bạn thấy không. Ui cái đoạn này hơi bị dốc luôn rồi các bạn ơi. Từ nhá, được không ta, nhìn nguy hiểm quay trưởng luôn các bạn. Rồi lo lên luôn. Ok rồi, đem lên, đừng có lặt nha trời.
lật cái nãy giờ là công toi luôn ấy. Chạy cố gắng là hơi bị đỉnh hồi nãy giờ luôn các bạn, mà bây giờ gần tới nơi mà bị lật chắc phải trưởng luôn. Rồi, cái đoạn này dốc hơi bị cao ấy các bạn. Rồi bây giờ đi đâu nữa đây? Từ từ nhá, chỗ này là mình quẹo bên phải đúng không? Cái này cua này hơi gắt luôn nè, vừa cua vừa dốc nữa chứ. Rồi đừng lật. Hình như là sắp tới nơi rồi các bạn. Rồi vào luôn. Come on baby. Đi vào. Vào trong. Cái đèn xe của cảnh sát các bạn nó chói lóa phải chửi luôn ấy. Xem clip của tôi nãy giờ mà đã ấn cho tôi xin một like chưa? Nếu mà chưa thì hãy xuống phía dưới cho tôi xin một like nha. À, và đừng quên ấn nút đăng ký nữa các bạn, cái nút đăng ký màu đỏ đó, ấn vào để ủng hộ cho mình nha các bạn. Và có một cái chuông kế bên nữa, các bạn hãy ấn vào cái chuông đó để nhận được những cái thông báo video mới nhất của mình. Còn bây giờ coi clip tiếp thôi. À đây, tới nơi nè các bạn. Đây. Cái chỗ mà chúng ta, chỗ của mấy chú cảnh sát ở đây nè các bạn. Ở cái nhà này nè. Rồi. Bắt đầu thì mình sẽ lên trên này các bạn. Rồi, cuối cùng cũng đã đến rồi. Có một cái xưởng gỗ nè các bạn thấy không? Đây là hai cái căn nhà mà của mấy chú cảnh sát sẽ ở nghỉ ngơi được các thứ đấy. Đó. Bình thường các bạn thấy trên rừng thì có kiểm lâm đúng không? Nhưng mà trên rừng có xe cảnh sát giao thông mới ghê. Trên này cũng có kiểu giao thông đi lại mà các bạn, đúng không? Rồi ok các bạn, bây giờ thì mình đã tới nơi rồi. Mình có nên đem xe xuống luôn không ta? Lỡ làm rồi cái kiểu mình làm cho nó tới nơi tới chốn các bạn. Mình sẵn tiện thì mình sẽ bỏ xe xuống luôn ha, là sao? Chắc bỏ xe xuống luôn đi các bạn. À bây giờ là đầu tiên mình sẽ dừng cái bửng xe đó rồi. Quên. Ô các bạn ơi, bây giờ là mình không có kết nối với cái thùng hàng thì mình sẽ không có điều khiển được cái thùng hàng. Bây giờ mình chỉ bỏ ra được cái phần này thôi. Đó, mình chỉ bỏ cái dây ra thôi. Lúc đầu thì mình kiểu mình kết nối được cái thùng hàng ấy, mình mới điều khiển nâng hạ nó xuống được. Ô chết rồi, như vậy nếu bây giờ là phải kiểu là làm kiểu đi xe xuống bằng thủ công ấy các bạn. Khó đó nhờ đây. Nếu mà mình kết nối cái thùng này vào cái bửng này được thì mình sẽ điều khiển được các bạn. Nhưng bây giờ nó không cho mình kết nối với cây cú chứ. Hai trường. Ủa ví dụ như bây giờ mình lên cái chiếc xe cảnh sát, có mình có cách nào để đi xuống không ta? Đây mình lên thử một chiếc nha. Lên thử con này nha. Đây là con này là sát ngoài bìa luôn nè các bạn. Nhưng mà ôi trời, chạy nãy giờ cái chiếc xe phía sau nó đụng xe phía trước mình, nó tan tành, nó mớp các thứ luôn các bạn. Bây giờ không xuống được luôn các bạn, nó bị dính cái thùng hàng. Ê xuống được nè. Cái này nó như kiểu nó bị hít lại rồi. Mình lấy hết chớn mình luôn đây. Ra được không? Ui một cái nó đẩy lên liền các bạn. Như kiểu là sao ta, như kiểu là mấy cái kiểu mình chơi nặng thun mấy các bạn ấy, lấy chớn xong buông cái nó bắn liền lên liền. Để mình lấy thử cái con xe phía dưới. Phía dưới mình nghĩ là có thể có cơ hội đấy. Hai con này chứ, con cuối cùng luôn. Đây con này đi. Rồi. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu dùng con này để mình lùi nó ra coi nó lùi đẩy nổi cái bắn lên trên không. Con này nó còn không có cái chớn để đẩy lùi cơ mà. Đó, thấy chưa? Vậy rồi giờ kiểu không biết sao lấy xe của mấy chú cảnh sát xuống luôn ấy các bạn ơi. Khó khăn thật sự luôn ấy. Bây giờ là mấy cái xe nó kiểu nó bị dính ở trong này luôn rồi. Đó. Bình thường mình gắn cái thùng hàng vào được cái khớp xe mình thì mình điều khiển được hạ như lúc đầu ấy các bạn. Bây giờ dính cái bà đó luôn rồi. Ê thôi bỏ nó ở đây luôn chứ biết sao giờ các bạn. Khổ thân thiệt luôn ấy. Ok các bạn ơi, ui còn chiếc xe cảnh sát đèn chớp vãi nồi luôn nha. Thôi cho mình kết thúc video tại đây đi. Và bạn nào thấy video của mình hay thì đừng quên để lại cho mình xin một like cũng như là đăng ký để ủng hộ cho kênh của mình. Và bạn nào muốn mình trải nghiệm tiếp tục cái tựa game Mood Runner này nữa thì các bạn comment phía dưới mình biết, mình sẽ làm thêm cho các bạn xem. Cái game mình rất là hay các bạn, và hiện tại chúng ta có thể là mod được một số cái map mới nữa rồi. Nên là hiện tại cái game có rất là nhiều map cũng như là một nhiều xe mà mình chưa trải nghiệm đó các bạn. Nên là bạn nào thích thì comment ở dưới mình biết thì mình sẽ làm thêm cho các bạn xem nha. Ok, chúc tất cả các bạn một ngày vui vẻ. Bye bye.